Kính thưa quý vị, thì với cái Lo Fan AB thì quý vị yêu cầu rất là nhiều trong thời gian vừa qua, nhưng mà chúng tôi cũng chưa biết là nên ghép cái Lo Fan AB vào cái nhóm nào thì được cho nó dễ trình bày, cho nên là hôm nay sẽ trình bày trong những cái hoạt chất khá là đặc biệt. Cho nên thì cái Lo Fan AB đây là thuộc cái nhóm aldenfiron, thì cái nhóm này thì hoàn toàn không liên quan gì với những cái hoạt chất trong video này, cũng không có liên quan gì với những cái hoạt chất trong tất cả những video trước chúng ta chia sẻ. Cho nên đây là một cái hoạt chất mà bà con có thể luân phiên được, thậm chí là phun cho những cái nhóm sâu nhện mà đã kháng thuốc cho những nhóm khác, thì chúng ta lựa chọn cái lofenabi vẫn mang lại hiệu quả tốt. Thì thật ra thì cái lofenabi thì cũng có một cái nguồn gốc từ vi sinh quý vị. Nhóm này thì vị độc rất là mạnh, có khả năng tiếp xúc nhưng mà khả năng tiếp xúc yếu ha, thấm sâu rất là nhanh và không nổi hấp. Thì đây là những cái tác động mà nó cho thấy nó cũng có một cái sự khác biệt so với những cái nhóm hoạt chất trước đây, chủ yếu là tiếp xúc vị độc mạnh hoặc là những nhóm sông hơi lưu dẫn. Riêng với cái lofenabi thì đây là chủ yếu là trên cái tác động vị độc mạnh là chủ yếu, cái tiếp xúc thì nó yếu thôi, và có một cái khả năng thấm sâu rất là nhanh ha, và không nổi hấp ha. Một cái tác động đặc biệt mà chúng tôi muốn tách cái lofenabi ra riêng là ở đây quý vị, là cái khả năng vị độc không phải là con sâu hay là con nhện nó ăn vô thì nó sẽ vị độc ngay lập tức đâu quý vị, mà cái khả năng vị độc này là sẽ được kích hoạt sau một cái quá trình. Thì sau khi con côn trùng này nó sẽ tấn công vào cây trồng chúng ta ha, thì nó sẽ chuyển hóa thành một cái loại thuốc trừ sâu ở bên trong cái cơ thể của côn trùng. Có nghĩa là sau khi côn trùng đã ăn rồi thì nó mới có đủ một cái hàm lượng chất độc ở trong cơ thể của nó, rồi chất độc đó nó sẽ chuyển hóa trở thành một cái thuốc diệt sâu, chứ không phải là nó hủy độc trực tiếp giống như những nhóm trước đây. Và cơ chế này thì nó sẽ diệt con sâu trong vòng khoảng từ 1 ngày cho đến 2 ngày thì sâu nó mới bắt đầu chết, và chúng ta sẽ ghi nhận rõ tình hình ha. Cho nên là đây cũng sẽ là một cái cơ chế khá là đặc biệt. Kính thưa quý vị, thì với cơ chế là sẽ cản trở sản sinh năng lượng ở cấp độ tế bào, hay đây còn gọi là thi thể đó, thì nó sẽ ngăn cản hô hấp. Và với cái cơ chế này thì nó sẽ chống sâu gầy hình thành cái tính kháng. Thì kính thưa quý vị, thì giải thích cái vị trí này nó rõ như thế này. Có nghĩa là với cái lofenabi nó không phải là một cái chất vị độc trực tiếp, mà khi mà đi vào cơ thể của côn trùng rồi thì thông qua những cái phản ứng bên trong của cơ thể, có nghĩa là buộc côn trùng phải ăn, phải tích lũy đủ cái hàm lượng gây độc thì nó mới có khả năng gây chết. Cho nên thì cái lofenabi nó khuyến cáo là chúng ta sẽ phun khi sâu ở tuổi 1 tuổi 2. Có nghĩa là ở những cái lứa tuổi này thì côn trùng nó sẽ có khả năng ăn mạnh nhất, nên là khả năng hủy độc nó sẽ nhanh hơn. Và cái tác động này thì nó sẽ làm cho con sâu nó chết trong vòng khoảng 1 đến 2 ngày sau khi nó đã bị trúng cái lofenabi. Và với cơ chế này thì hoàn toàn mới quý vị, nhưng mà nó sẽ phụ thuộc rất là cao về cái khả năng hủy độc nha. Nếu mà sâu gầy không có khả năng ăn, nhện không có khả năng ăn thì chắc chắn sẽ không bị chết do cái lofenabi nha. Và với cơ chế này thì hoàn toàn có thể phun khi mà sâu nhện đã kháng những cái nhóm thuốc trước đó. Ví dụ như trong một số tài liệu thì họ có công bố, ví dụ như là kháng lân hữu cơ, gạc ma mát hoặc là nhóm cúc tổng hợp, thì bà con có thể sử dụng cái lofenabi để phun. Tuy nhiên thì trên một số cái nhóm chiên tính gần đây thì bà con có thấy là như dụng sâu trên một số loại rau cải, đặc biệt là hành, thì bà con rất là quan tâm tới cái lofenabi, cũng như là một số cái nhóm hoạt chất mà có cái tác động hủy độc rất là mạnh. Thì ngoài lofenabi ra thì có thể kể đến cái lubenugol trên cái nhóm chống lột xác, hoặc là một số cái hoạt chất trên nhóm lân hữu cơ và gạc ma mát kết hợp lại để quản lý cái đối tượng trên cái sâu hành ha. Thì nhóm này khá là mạnh và kháng thuốc khá dữ, do khó cái khả năng tiếp xúc nó đối với nó là không cao, do nó ở bên trong nha, cho nên là cái khả năng hủy độc thì sẽ là cái khả năng cao nhất. Cho nên là những cái hoạt chất mà hủy độc thì thường sẽ được sử dụng trong cái quản lý sâu trên hành. Rồi như vậy thì ngay vị trí này thì bà con sẽ thấy đó là chúng ta phải phun lofenabi ngay vị trí tuổi 1 tuổi 2 để đẩy cái khả năng bị độc lên cao nhất, do cái cơ chế của nó tác động thông qua cái khả năng bị độc. Rồi kính thưa quý vị, thì với cái lofenabi thì nhà sản xuất khuyến cáo là những sản phẩm này sẽ không bị rửa trôi và lưu tồn trong khoảng từ 14 cho đến 21 ngày, phân hủy trong cơ thể động thực vật và môi trường ha, cho nên là cũng ít độc với môi trường. Mặc dù là ở cái nhóm độc số 2 nhưng mà lại ít độc với cá và ong. Và trong cái khuyến cáo của một số tài liệu thì họ để là ít độc hơn so với gốc cúc cũng gì, có nghĩa là gốc cúc là rất là độc với thủy sinh và ong. Thì cái lofenamin nó vẫn thuộc cái nhóm độc số 2 nhưng mà lại ít độc với ong và cá, cũng như là nó tương đối an toàn với thiên địch. Với cái lý do là cái cơ chế tác động nó thì chủ yếu cho những cái nhóm côn trùng nào đã tấn công cây trồng thì mới bị vị độc thôi, còn những cái nhóm côn trùng ăn thịt hoặc là một số nhóm thiên địch khác đó thì khả năng tiếp xúc thì cái hiệu quả nó không cao. Đó là lý do tại sao nó ít độc là như vậy. Thì cái này nó cũng khá là chuyên biệt và khá là hay đó quý vị. Và lofenabi thì sẽ tồn tại chủ yếu là dạng SC quý vị ha, SC, cho nên là khả năng thấm sâu nhanh là đúng nha.
Ngoài ra thì cũng có một số cái sản phẩm thì có tồn tại gốc EC, cho nên là quý vị có thể lựa chọn được nhiều. Tại Lovenabi hiện nay thì cũng rất là nhiều sản phẩm trên thị trường, cũng khá là đa dạng. Chính vì đa dạng nên là chất lượng nó cũng chênh lệch khá lớn nha quý vị. Rồi chúng ta sẽ xem về một tí xíu về cái chữ chênh lệch này nha. Kính thưa quý vị, thì trong tất cả những video trước thì chúng tôi lại không có làm cái lưu ý này. Riêng trong cái video này thì một số hoạt chất đặc biệt thì sẽ có. Với cái lý do thì những cái sản phẩm và cái đối tượng đăng ký cho cái Lovenabi nó rất là khác nhau. Có nghĩa là một sản phẩm họ có đăng ký một hai đối tượng cũng có, và cái nồng độ Lovenabi nó cũng thấp cao tùy theo sản phẩm. Và có những sản phẩm thì họ đăng ký tới có thể là cả chục loại cây trồng và có thể là mười mấy hai chục loại đối tượng sâu hại trong đó. Cho nên thì khi bà con sử dụng những cái hoạt chất chứa Lovenabi thì bà con nhớ kiểm tra kỹ trên cái bao bì là đối tượng đăng ký là gì, thì nó có phù hợp với cái cây trồng bà con mình đang cần thiết hay không, và có đúng cái đối tượng quản lý mà bà con mình cần hay không. Thì trên nhóm phổ rộng của một số cái sản phẩm mà chứa cái Lovenabi á, thì họ sẽ đăng ký như sau. Như trên lúa thì nó sẽ xuất hiện những đối tượng như là sâu cuốn lá nè, nhện vé, bọ chỉ, mũi hành và sâu đục thân. Rất là ít sản phẩm đăng ký nhiều gì nhau gì, chủ yếu là sâu cuốn lá thôi. Trên một số đối tượng rau màu thì có bắp cải thì sâu tơ và sâu ăn tạp. Trên hành tỏi thì nó sẽ đăng ký sâu xanh và dồi đục lá. Thì một số sản phẩm này họ không có đăng ký những đối tượng này nha quý vị, chủ yếu là một số cái đối tượng trên lúa thôi. Ngoài ra thì trên cây ăn trái thì sẽ phổ biến là họ đăng ký cái nhện đỏ trên cây có muối ha. Bọ chỉ thì ít, sâu dẻ bùa cũng ít và sâu ăn lá cũng ít ha. Chỉ có một vài sản phẩm thì sẽ đăng ký đầy đủ như thế này thôi. Còn một số sản phẩm thì do cái nồng độ nó thấp có thể là như vậy, cho nên thì nó sẽ đăng ký một hai đối tượng phổ biến cũng như sâu cuốn lá trên lúa hoặc là cái nhện đỏ trên cây ăn trái thôi. Kính thưa quý vị, thì một cái hoạt chất thứ hai thì cũng đã xuất hiện khá là lâu trên thị trường rồi. Tuy nhiên thì nó chỉ phổ biến trên một số vùng mà bà con sản xuất rau màu. Thì do cái nhóm này thì quản lý sâu đục trái hoặc là sâu ăn lá trên một số nhóm rau màu là chủ yếu. Thì hoạt chất này có cái tên là diafenthiron. Thì đây là thuộc nhóm phosmaminin. Cho nên là cái nhóm này thì lại khác biệt hoàn toàn với những cái hoạt chất trong video này, cũng như là khác biệt hoàn toàn với những hoạt chất trong video trước. Cho nên đây cũng sẽ là một cái sản phẩm mà bà con có thể lưng phiền được. Và với cái nhóm này thì sẽ có tác động tiếp xúc và vị độc. Vậy là cũng tương tự nha, nhưng mà nó sẽ có một cái tác động rất đặc biệt riêng cái diafenthiron mới có. Đó là tác động gì đây? Có nghĩa là cái này nó lại dính tới phần vị độc nữa quý vị. Nhưng mà cái cơ chế vị độc này nó sẽ khác với cái Lovenabi nằm chỗ này. Cũng là trong cơ thể của côn trùng nha, có nghĩa là khả năng vị độc lại có rồi. Tiếp xúc hoặc là vị độc đi vào bên trong cái cơ thể của côn trùng thì thuốc mới được chuyển hóa thành một cái dạng gọi là carbodimic. Thì với cái chất carbodimic này nó sẽ bắt đầu hoạt động trong cơ thể côn trùng và nó sẽ ức chế tổng hợp ATP. ATP này là liên quan tới năng lượng của côn trùng đó quý vị, thì nó sẽ phá vỡ trao đổi năng lượng nè, phá hủy chức năng cơ bản của hệ thần kinh, ức chế hệ hô hấp của thi thể và ức chế hình thành chitin. Chitin là cái giúp vỏ ngoài giống như cái cơ chế chống lột xác của một số cái hoạt chất chống lột xác đó quý vị. Thì như vậy thì chúng ta lại thấy đây cũng là một sản phẩm mà lại thiên theo cái hướng là vị độc, để mà tạo ra những cái phản ứng bên trong cơ thể của côn trùng, rồi nó mới dẫn đến những cái ảnh hưởng đến côn trùng và gây chết. Nhưng mà cơ chế nó hoàn toàn nó khác với cái Lovenabi ha. Rồi kính thưa quý vị, thì với cái diafenthiron thì nó sẽ tác động trên cả trứng, ấu trùng và thành trùng. Và với cái khả năng bị độc của diafenthiron thì côn trùng sẽ bị trúng độc và chết sau đó khoảng từ 3 cho đến 5 ngày. Và cái hiệu lực của những cái sản phẩm này thì có thể kéo dài khoảng từ 10 cho đến 15 ngày. Ít độc của côn trùng có ít quý vị. Đây vẫn thuộc là nhóm độc số 2 quý vị, nhưng mà do lại là một cái cơ chế thiên về cái tính vị độc. Nhưng mà cái cơ chế khác với Lovenabi, cho nên là cả những cái côn trùng có ít mà khi nó không ăn trực tiếp vào cây trồng thì nó sẽ không bị cái cơ chế này tác động lên trên nó, cho nên là nó ít độc với côn trùng ít là như vậy. Nhưng mà riêng thì khác với Lovenabi thì khá là an toàn với môi trường ha, thì diafenthiron thì lại cực kỳ độc với ong và cá, và đặc biệt là với nhóm giáp xác như là tôm cua ha. Cho nên là chúng tôi để cái hình của ba đại diện đây của nhóm thủy sinh, đó là cua, tôm và cá, thì cái dấu màu đỏ này để cho bà con lưu ý. Với cái diafenthiron thì chúng ta sẽ không sử dụng cho vùng lúa tôm hoặc là một số vùng cây ăn trái mà bà con có nuôi cá ở dưới cái mương hồ của mình thì mình loại bỏ trường hợp này ha. Đó chính là... kính thưa quý vị, thì với cái diafenthiron ha, thì chúng tôi vẫn lưu ý với bà con là về những cái sản phẩm và đối tượng đăng ký cũng sẽ lại khác nhau. Tuy có thể là cùng một cái hoạt chất diafenthiron nhưng mà một số sản phẩm thì họ chỉ đăng ký một hai đối tượng, còn một số sản phẩm thì họ đăng ký rất là nhiều những cái đối tượng. Thì một số cây trồng và cái đối tượng phổ biến thì như sau. Bây giờ trên nhện đỏ thì trên cam nè, trên chè và hoa hồng,
có thể là một số sản phẩm là chỉ đăng ký một đối tượng duy nhất, đó là cây nhện đỏ trên hoa hồng thôi, cũng vẫn có. Ngoài ra thì những nhóm nào phổ biến trên rau màu thì họ sẽ đăng ký, đó là sâu tơ, sâu xanh và sâu ăn lá. Trên nhóm cây cảnh thì họ đăng ký là gẹp, nhện và bọ chỉ trên cây cảnh. Lúa thì có đối tượng đó là nhện giá. Và trên cây ăn trái thì có thể là nhện lông nhung, ở trên cái nhóm cây giải và cây nhãn. Và với cái difenthuron thì một số nhà sản xuất thì họ công bố là chỉ nên sử dụng một lần difenthuron trên một cái mùa trái ha. Thì đây là khuyến cáo để chúng ta quản lý luân phiên với những cái hoạt chất quản lý nhện khác, quản lý sâu khác, để mà quản lý cái tính kháng trên cái vườn của chúng ta. Thì kính thưa quý vị, thì cái difenthuron thì nó sẽ tồn tại chủ yếu là cái dạng SC là chủ yếu, và nồng độ rất là cao quý vị, có thể là chiếm tới khoảng 50% nồng độ hoạt chất và vẫn là thuộc nhóm độc số 2 ha. Và ngoài ra thì một số sản phẩm thì có tồn tại ở dạng nguy cấp B. Thì cái việc mà đăng ký cái đối tượng trên cây trồng mà nó ít cũng phụ thuộc vào cái này. Một số nhóm thì nó trên dạng SC thì họ đăng ký rất là nhiều đối tượng, riêng cái với cái nguy cấp B thì lại đăng ký ít đối tượng hơn. Và còn thêm một cái điều nữa cũng khá là quan trọng, tuy nhiên thì bà con sẽ nhìn nhận cái chỉ tiêu ở trên cái nhãn mác nha. Có nghĩa là trên cái hoạt chất mà chúng tôi đọc tài liệu thì công bố là nhóm độc số 2. Tuy nhiên thì trên một số cái sản phẩm thì có thể là có những sản phẩm là đăng ký là nhóm độc số 3, và thậm chí là có những nhà sản phẩm là giải màu xanh lá đó quý vị, đó là nhóm độc số 4 luôn. Thì cái này thì bà con sẽ dựa trên những cái sản phẩm mà bà con mình mua, thì nhóm độc số mấy thì bà con sẽ chú ý theo cái thông tin của nhóm độc đó. Riêng ở đây thì chúng tôi trình bày hoạt chất, cho nên là cái hoạt chất công bố là nhóm độc số 2, thì chúng tôi sẽ theo ở đây là nhóm độc số 2. Rồi thì cái này thì cũng khá đơn giản, thì bà con cứ dựa trên cái sản phẩm mình mua là nhóm độc số mấy, rồi mình là chúng ta để ý theo như vậy là được rồi. Kính thưa quý vị, thì một cái vật chất thứ ba thì thật ra thì cũng đã có nói với bà con mình trong cái video về bọ chỉ thì cũng đã khá là rõ. Tuy nhiên thì do nó cũng có một cái cơ chế đặc biệt, cho nên là chúng tôi cũng dành một thời lượng trong video này để nói lại về cái Viro T cha mắt. Thì đây là chỉ có một hai sản phẩm ở thị trường Việt Nam thôi quý vị, thì của một cái tập đoàn của Đức, cho nên là nó cũng không có lẫn vào đâu được, cho nên là bà con cũng khá là dễ tìm. Và cái vật chất này thì nó sẽ có khả năng đó là vị độc và lưu dẫn hai chiều nha. Cái khả năng lưu dẫn hai chiều của những cái nhóm quản lý côn trùng là cũng không nhiều đâu quý vị. Và có một điều rất là đặc biệt, đó là không có tác dụng khi tiếp xúc. Có nghĩa là khi mà bà con mình phun thuốc lên cây trồng á, mà nó tiếp xúc vào côn trùng có lợi hay côn trùng có hại thì hoàn toàn không ảnh hưởng, không có một cái tác động gì cả. Cho nên là với cái nhóm này á, mình được gọi nôm na là bà con mình phun ẩu cũng được á. Có nghĩa là nó không cần khả năng tiếp xúc, cho nên là mình chỉ cần nó bám vào cây trồng để mà nó lưu dẫn hai chiều là được. Như vậy thì cái cơ chế đặc biệt của Viro T cha mắt nằm ở đâu? Kính thưa quý vị, thì nhà sản xuất họ công bố như thế này. Khả năng diệt côn trùng của Viro T cha mắt là khi thuốc đã được cây hấp thu và côn trùng chích hút hoặc ăn vào các bộ phận của cây trồng thì mới bị vị độc. Như vậy thì với cái nhóm này thì bà con có thể phun trên lá mà vẫn diệt được côn trùng gây hại ở vùng rễ, hoặc là nó sẽ lưu dẫn ngược lên ngọn để diệt côn trùng trên ngọn khi mà mình phun không tới. Và chúng ta không cần nhất thiết phải đổ thuốc xuống gốc. Có nghĩa là trong điều kiện mà bà con mình muốn quản lý gẹp sát vùng rễ là chúng ta chỉ cần phun trên cây thôi, đủ khả năng để đủ nước và cây nó xanh khỏe phát triển tốt là nó sẽ lưu dẫn xuống vùng rễ liền và nó sẽ giải quyết được thôi, chứ nhất thiết không cần phải đổ xuống gốc. Thì đây là một cái tác động khá là đặc biệt mà trên sản phẩm nêu rất là rõ, cho nên là chúng tôi cũng muốn nói rõ đây để cho bà con mình xem xét cái thông tin này. Kính thưa quý vị, thì trên cái sản phẩm này thì nhà sản xuất công bố rất là rõ, đó là sản phẩm rất là thân thiện với môi trường, mặc dù là quản lý gẹp sáp có, quản lý sâu đục trái có, quản lý bọ chỉ có, nhưng mà lại là thân thiện với môi trường và ít ảnh hưởng đến thiên địch. Thuốc được đăng ký sử dụng trên cả rau và cây ăn trái tại một số thị trường khó tính như là tại Mỹ, châu Âu và một số quốc gia khác trên thế giới. Một điều hết sức đặc biệt nữa mà chúng tôi chưa từng thấy trên cái đối tượng nào, sản phẩm nào mà đăng ký cái gẹp sáp mà lại có tình huống này, đó là thuốc hoàn toàn không gây hại với kiến vàng, nên rất phù hợp cho chương trình quản lý dịch hại theo kiểu IBM. Và trên cây bưởi ở ngoài nhóm cây có muối nha, đây là một cái công trình của họ. Thì quý vị sẽ thấy một cái điều rất là đặc biệt là tại sao nó lại như vậy. Tại vì nó khả năng tiếp xúc hoàn toàn không ảnh hưởng tới thiên địch, không ảnh hưởng tới côn trùng gì cả. Như vậy thì nó chỉ ảnh hưởng trực tiếp và nó tìm diệt đúng những cái đối tượng như là gẹp sáp, bọ chỉ hay một số nhóm sâu mà trên cái sản phẩm này có đăng ký. Thì nó sẽ tiêu diệt thông qua cơ chế vị độc, có nghĩa là côn trùng chích hút vào, côn trùng ăn vào các cái bộ phận trên cây trồng thì nó mới bị gây hại thôi. Thì nó sẽ lại một có một điều nó liên quan nữa là buộc chúng ta phải phun khi cây trồng còn phát triển xanh tốt. Và chúng ta phải phun sớm để cho cái lứa tuổi sâu của sâu nhện gầy gẹp nó còn nhỏ,
và nó tấn công vào cây trồng để khả năng quy độc lên cao. Thì đây sẽ là cái yếu tố thành công của những cái hoạt chất này. Và xin thưa với quý vị, chắc quý vị cũng đã biết thì sản phẩm của những hoạt chất này là giá thành cực kỳ cao nha. Chính vì nó cao cho nên nó đăng ký rất là nhiều những cái đối tượng và nó rất là đặc biệt quý vị. Thì những cái đối tượng đăng ký của cái video tôi cho mắt thì bà con sẽ thấy đây, dẹp sát ha. Dẹp sát này nhắc lại quý vị nha, quý vị phun đẫm trên lá, cây xanh tốt sinh trưởng bình thường là vẫn lưu dẫn xuống vùng rễ được. Còn nếu mà cây mình suy yếu bị khô cành đầu này kia thì không lưu dẫn được nha. Ở thì nó sẽ quản lý dẹp sát trên bưởi, cam, hồ tiêu, thanh long, cà phê, nhãn, rất nhiều đối tượng ha. Dẹp mụi hay còn gọi là cây mềm đó thì trên một số nhóm như cây vải nè, hoặc là cây bắp cải trên nhóm gạo màu ha. Sâu tơ trên bắp cải hoặc là bọ chỉ trên chè. Sâu lục thân trên cà chua hoặc là sâu lục thân trên bưởi. Và đúng là như khuyến cáo của nhà sản xuất là chúng ta phải phun đủ nước, đẫm nước lúc cây còn đang sinh trưởng mạnh để khả năng lưu dẫn mạnh nhất. Thì như vậy thì nó mới dẫn cái hoạt chất này đi khắp bên trong cây, thì dẫn xuống rễ, rễ dẫn ngược lên trên cái vùng lá, dẫn đến chòi ngọn. Thì khi côn trùng nó tấn công trực tiếp vào cây trồng thì nó sẽ bị độc và nó chết. Còn nếu như mà chúng ta không đảm bảo được điều kiện này thì thuốc rất là đắt tiền và lại hiệu quả không cao ha. Nên là chúng ta lưu ý. Và đây cũng là một cái hoạt chất mà nhà sản xuất họ khuyến cáo là không nên sử dụng liên tiếp hai lần trong một vụ. Có nghĩa là trong một vụ trái hay một vụ rau màu thì bà con không nên sử dụng hai lần liên tục, mà chúng ta phải luân phiên với những hoạt chất khác. Ví dụ như bà con muốn quản lý dẹp sáp, bọ chỉ hay là những cái nhóm sâu thì chúng ta buộc lần này sử dụng Biro tê cha mắt thì lần sau phải sử dụng thuốc khác, hoặc là lần đầu sử dụng thuốc khác lần sau chúng ta quay lại sử dụng Biro tê cha mắt. Rồi thì kính thưa quý vị, thì trong video ngày hôm nay thì chỉ có Biro tê cha mắt là thuộc nhóm độc số 3 thôi. Rất là an toàn, không ảnh hưởng kể cả kiến vàng mà ha. Và đây là nhóm thuộc dạng OD, là nhũ dầu quý vị, là thuộc dạng nhũ dầu. Rồi kính thưa quý vị, thì còn lại một hoạt chất cuối cùng khá là phổ biến. Tuy cơ chế nó cũng không có mấy gọi là đặc biệt, tuy nhiên thì cái cơ chế này hoàn toàn khác biệt với những cái hoạt chất khác, và cho khác biệt hoàn toàn với những nhóm mà chúng ta đã từng trình bày trước đây, và cũng không hoàn toàn giống bất cứ nhóm nào trong cái video ngày hôm nay. Thì nhóm này thì vẫn có tính tiếp xúc và vị độc và thẩm thấu nhanh ha, nó không có chuyên biệt gì cả. Nhưng mà nó cũng có một cái cơ chế khác biệt, đó là ức chế vận chuyển natri qua màng tế bào. Thì đây là một cái rất là mới. Và cái cơ chế này thì đối với một số người cũng sẽ hơi khó hiểu. Chúng ta sẽ nói theo cái lý thuyết như thế này cho nó dễ. Đó là cái khả năng natri này quý vị, nó giống như là một cái cổng điện áp vậy đó, để mà tạo điện thế liên kết đi ra đi vào. Nhưng mà khi mà cái mất cái điện thế này thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự dẫn truyền xung thần kinh, có nghĩa là cái hoạt động của nó không được liên tục á, nó bị mất đi một cái giai đoạn nào đó. Thì dẫn đến côn trùng nó sẽ bị tê liệt, ngừng di chuyển, ngừng ăn và cuối cùng là chết. Cho nên là những cái cơ chế này nó tác động rất là nhanh và khả năng diệt sâu rất là cao. Cho nên thì nhóm này nó sẽ tác động diệt cao ha, trên cả sâu non, trên nhộng và cả trứng luôn. Và cái hiệu lực tiêu diệt khoảng từ 7 cho đến 14 ngày. Gọi là hiệu lực dài thì cũng không gọi là quá dài, nhưng mà hiệu lực hoạt động nhanh thì bà con sẽ thấy rất là rõ. Chỉ trong vòng khoảng vài giờ thôi là có thể thấy rồi. Thì kính thưa quý vị, thì với cái Indosagat này, nãy quên nói ha, thì đây là thuộc nhóm Osadiazin, thì lại là không có liên quan vì với những cái nhóm ở trong video này, cũng như là không liên quan gì với những nhóm trước ha. Để cái tên này cho bà con mình thấy sự khác biệt. Khả năng hấp thu của những cái sản phẩm chứa cái Indosagat thì trong vòng 2 giờ sau khi bà con mình phun đó thì nó sẽ hấp thu hoàn toàn, và sau sẽ chết trong vòng khoảng từ 4 giờ đến 48 giờ thôi quý vị. Ít bị phân hủy bởi ánh sáng mặt trời và khó bị rửa trôi. Tương đối an toàn với con người và môi trường. Ít độc với cá và thiên địch, đặc biệt là ong nha. Thực ra thì nhóm này nó cũng khá là phổ biến quý vị, trên một số nhóm đối tượng như là nhãn vé trên lúa hoặc là sâu cuốn lá thì nó lại phổ biến trên cây lúa nhiều hơn. Ngoài ra thì có thể đăng ký một số cái nhóm nhện và nhóm sâu ở trên cái rau màu và một số loại cây ăn trái. Và nhóm này vẫn thuộc nhóm độc số 2 quý vị, thuộc nhóm độc số 2. Tuy nhiên thì cơ chế tác động nó cũng khá là chuyên biệt, đó là cái khả năng tiếp xúc và quỷ độc trên những cái đối tượng gây hại trực tiếp. Còn đa số thiên địch thì lại không có ăn trực tiếp ha, cho nên là khi mà nó tránh xa được lúc mà cái thời điểm tiếp xúc thì hầu như thì cũng sẽ không ảnh hưởng gì. Kính thưa quý vị, thì với cái Indosagat thì nó cũng sẽ tương tự như những cái hoạt chất trong video này, đó là cái sự khác biệt về cái đối tượng đăng ký. Thì có những cái sản phẩm thì vẫn chứa Indosagat nhưng họ chỉ đăng ký đối tượng duy nhất là sâu cuốn lá thôi, ví dụ vậy. Còn một số cái sản phẩm thì họ sẽ đăng ký rất là nhiều đối tượng, thì chúng ta sẽ thấy những cái đối tượng phổ biến này. Như là trên lúa thì sẽ có sâu cuốn lá, bọ chỉ, nhện vé, bọ xích hôi khá là nhiều ha. Sâu xanh thì có thể là sâu xanh trên thuốc lá, sâu xanh trên dưa hấu, trên đậu nành. Trên một số cái nhóm như là sâu đục quả đậu tương nè, sâu đục qua đậu tương nè, gẹp mụi sâu xanh trên đậu tương vẫn có. Đậu tương là đậu nành đó quý vị.
sâu tơ trên bắp cải hay là nhện lông nhung trên nhãn, thì đương nhiên là không phải những cái thuốc nào chứa cái endosaccharide thì đều sẽ đăng ký hết những nhóm này đâu, thì sẽ có những nhóm phổ biến gần tương đối hết những nhóm này. Tuy nhiên thì có những cái sản phẩm là nó chỉ có một vài đối tượng thôi, thì quý vị có thể xem xét và trên cái bao bì á, đúng những cái đối tượng đăng ký mà chúng ta cần hay không thì chúng ta hãy mua. Và cái endosaccharide thì đa số thì sẽ tồn tại dạng SC là chủ yếu quý vị. Bên cạnh đó thì vẫn có ghi nhận là có WG, nhưng mà sợ bà con mình cũng khó tìm cho nên là chúng tôi cũng không có để đây. Chủ yếu là SC thì rất là phổ biến trên thị trường, tại vì endosaccharide thì có thể tồn tại ở dạng đơn chất cũng có, hoặc là kết hợp với một số hoạt chất khác để mà quản lý phổ rộng trên nhiều đối tượng và đăng ký nhiều đối tượng hơn vẫn có. Bà con cũng tương đối dễ tìm cái endosaccharide chứ cũng không có xa lạ gì, tại hoạt chất này thì cũng đã khá lâu trên thị trường rồi. Kính thưa quý vị và quý bà con, thì cái video này nó cũng sẽ hơi đặc biệt tí xíu, đó là bốn nhóm hoạt chất thì không liên quan gì đến nhau, cho nên là bà con hoàn toàn có thể luân phiên, hoặc là trên bản thân một số cái hoạt chất ở đây thì nó cũng có kết hợp, ví dụ như lofenapin cũng kết hợp nhiều nè, difenhydramine cũng kết hợp nhiều, và cái endosaccharide thì càng nhiều hơn. Và mỗi một cái hoạt chất thì nó đều có một cái cơ chế rất là chuyên biệt, đặc biệt là với cái lofenapin, difenhydramine thì nó lại đặc biệt chuyên tính về cái khả năng vị độc thông qua cái làm việc trong cái cơ thể của côn trùng. Với cái pyrotechamax thì cũng là một cái tác động vị độc thông qua cái côn trùng chích thúc và ăn phải những cái cây trồng đã được hấp thu cái pyrotechamax trước đó rồi thì mới có khả năng vị độc và gây hại và tiêu diệt những cái đối tượng này, cho nên là nó khá là chuyên tính. Và cái endosaccharide thì đây là một cái nhóm phổ rộng, tuy nhiên thì nó cũng hoạt động trên cái cơ sở là tiếp xúc vị độc và thấm sâu nhanh ha. Và đương nhiên thì như chúng tôi đã chia sẻ thì mỗi một cái hoạt chất thì nó có những cái sản phẩm đăng ký rất là nhiều đối tượng, có những sản phẩm đăng ký rất ít đối tượng, nó sẽ phụ thuộc vào cái nồng độ và liều lượng khuyến cáo, cũng như là mỗi một công ty thì họ có nghiên cứu và đăng ký riêng, thì bà con nên xem xét kỹ trên bao bì. Thì cái này cũng sẽ là một cái chênh lệch về cái hiệu quả quản lý do cái nồng độ và liều lượng khuyến cáo, cho nên là với những cái nhóm hoạt chất thì bà con chúng ta nên xem xét kỹ trên bao bì trước khi chúng ta quyết định mua hàng. Thì kính thưa bà con, thì với cái pyrodiclofen thì đây là một cái hoạt chất tiếp xúc quỷ độc và lưu dẫn hai chiều, thì đây sẽ là một cái ưu điểm rất là quan trọng về cái khả năng lưu dẫn của cái hoạt chất này ở bên trong cái thân cây. Thì với những cái hoạt chất mà có hiệu quả lưu dẫn và mạnh và kéo dài quý vị, thì nó sẽ giúp cho mình giảm được cái số lần phun trên một cái lứa nhện đỏ, và nếu như bà con mình phun sớm thì cái hiệu quả nó mang lại sẽ rất là cao. Thì với cái hoạt chất này thì chúng tôi sẽ khuyến cáo bà con mình phun diệt vào cái giai đoạn ấu trùng, và nó sẽ làm ung trứng, có nghĩa là những cái trứng như thế này chưa nở thì nó sẽ không nở được, thì nó sẽ không hình thành nên được một lứa mới. Và với những cái nhện non giai đoạn ấu trùng hoặc là tiền ấu trùng thì chúng ta sẽ dễ dàng diệt bằng cái một hoạt chất một, đó là cái pyrodiclofen, là chúng ta chỉ cần giải quyết bằng một sản phẩm một thôi. Và cơ chế của cái hoạt chất này đó là nó sẽ ức chế tổng hợp lipid và quá trình trao đổi chất. Thì chính cái cơ chế này nó sẽ quấy rối lên sự phát triển bình thường của nhện, có nghĩa là thay vì nó tổng hợp được lipid và cái quá trình hoạt động trao đổi chất của nó diễn ra bình thường thì nó sẽ tiếp tục phát triển và nó gây hại cây trồng của chúng ta. Tuy nhiên với cái pyrodiclofen thì nó tác động lên cái sự tổng hợp lipid này và làm cho cái quá trình trao đổi chất bị rối loạn, thì nó sẽ làm cho con nhện phát triển không bình thường và từ từ thì chúng ta sẽ tiêu diệt được đối tượng này và nó sẽ không thể nào hình thành dòng đời mới, bởi vì cái tác động gây ung trứng và nó diệt luôn cả nhện non rồi. Kính thưa quý vị và quý bà con, thì với cái pyrodiclofen thì đây là một cái hoạt chất ngoài cái việc quản lý đối tượng nhện đỏ ra thì nó cũng sẽ quản lý luôn cái đối tượng nhện vàng và cái nhện diệt đỏ. Nhện diệt đỏ thì đây là cái đối tượng mà chủ yếu trên cây chè quý vị, nếu bà con mình trồng chè thì có thể lưu ý thêm. Còn với cây ăn trái, ví dụ như mà sầu riêng thì bà con mình quan tâm chính là cái đối tượng nhện đỏ thôi, đúng không? Còn nếu như mà chúng ta trồng cây có muối, cam quýt, bưởi chanh thì chúng ta sẽ quan trọng thêm một đối tượng nữa, đó là cái nhện vàng. Thì với cái pyrodiclofen thì nó sẽ quản lý được tất cả những cái đối tượng này, và đây là những cái hoạt chất chọn lọc chuyên biệt, cho nên là nó chỉ hoạt động chính trên những cái đối tượng này thôi, chứ nó không có hoàn toàn không ảnh hưởng đến sức khỏe con người cũng như là động vật máu nóng, và hoàn toàn không ảnh hưởng đến thiên địch, kể cả cho dù là nhện bắt mồi thì cũng không có ảnh hưởng cái gì, do này là tác động chuyên biệt. Rồi chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ phun sớm để chúng ta quản lý hiệu quả ở thời điểm từ giai đoạn trứng cho đến giai đoạn nhện non, giống như cái phương án mà chúng tôi vừa khuyến cáo bà con mình để ý trong cái thời điểm bắt đầu vào mùa nắng, hoặc là khi mà cây đọt vừa mở ra thì chúng ta bắt đầu quan tâm đối tượng nhện đỏ là như thế. Chúng ta phun ngay cái thời điểm đó thì chỉ cần một sản phẩm một thôi thì chúng ta sẽ giải quyết được. Rồi kính thưa bà con, thì với Mekomagi thì chúng tôi sẽ cung cấp một cái sản phẩm chứa cái pyrodiclofen là 24%, có nghĩa là 240g trên lít, và đây là dạng SC. Thì đây là cái dạng thuốc mà sẽ cho giúp cho cây trồng hấp thu nhanh nhất
và khả năng ảnh hưởng đến cây trồng thấp nhất. Thì đây là dạng chai 240ml ha, thì bà con mình có thể áp dụng cho khoảng 2 phi chúng ta phun lên cây trồng của mình. Thì cái liều lượng nó thì thấp nhất là khoảng 0,6 quý vị, có nghĩa là 120cc cho 1 phi 200 lít thì là liều 0,6. Còn nếu mà trong điều kiện mà áp lực cao hơn thì bà con mình có thể tăng liều lên đến khoảng 1ml trên 1 lít là cũng đã cao lắm rồi. Có nghĩa là thời điểm này mình cũng đã tốn hơi nhiều tiền ha. Thì kính thưa bà con, thì như chúng ta đã nói trong một số video trước về cái dịch hại, nếu như trong điều kiện áp lực thấp thì bà con mình có thể chọn đơn hoạt chất để chúng ta có chỉ một cái chi phí thấp nhất. Chai 240 này cho 2 phi 200 lít thì chúng ta sẽ phun vào cái thời điểm nhện mật độ còn thấp và ở giai đoạn ấu trùng. Có nghĩa là gì? Chúng ta phun sớm khi cây đọt đã mở, vào mùa nắng và áp lực chưa thấy cao, chưa có trắng lá, nhưng mà chúng ta kiểm tra chúng ta thấy lai gai 1, 2 con, 3 con gì đó trên lá thì chúng ta phun vào thời điểm đó, thì chúng ta gọi là chúng ta phun sớm và ở giai đoạn ấu trùng. Rồi, trong điều kiện áp lực dịch hại nặng thì chúng ta mới kết hợp. Thì lúc này bà con mình sẽ phun kết hợp giữa diệt nhện MKA, có nghĩa là chúng ta chọn Biro Diclofen, rồi chúng ta phải kết hợp thêm với những hoạt chất có tính tiếp xúc, bởi vì đây là hoạt chất lưu dẫn, và chúng ta chọn những cái hoạt chất xông hơi hoặc là chúng ta chọn những hoạt chất nhũ dầu để chúng ta kết hợp vào để làm chi, nó thấm cả hai bề mặt lá để chúng ta giải quyết cái thành trùng những cái con nhện lớn á, để chúng ta hạn chế khả năng đẻ trứng của nó. Rồi như vậy thì có thể bà con mình sẽ áp dụng liều khoảng từ 0,6 cho đến 1 tỷ, có nghĩa là chúng ta chọn liều từ thấp nhất cho đến liều cao nhất của diệt nhện MKA và chúng ta sẽ phối hợp với một loại thuốc khác. Như vậy thì ở MKA thì chúng tôi cho bà con mình phối hợp sản phẩm nào đây? Thì trước đây thì bà con cũng đã có tham khảo qua cái Rofenofos ở dạng OC và 45%, thì bà con mình có thể kết hợp giữa sản phẩm Rofen MKA. Thì lúc này đó là sự kết hợp của hoạt chất lưu dẫn Biodiclofen và sự kết hợp của một hoạt chất vị độc và thấm sâu, đó là cái Rofenofos. Thì đây là hoạt chất nhũ dầu, thì nó sẽ làm nhiệm vụ áo từ bề mặt trên qua bề mặt dưới, hoặc là bà con mình phun bề mặt trên thì với cái sản phẩm này nó sẽ thấm xuống bề mặt dưới ha. Thì đây là cái tác động hiệu quả rất là cao của cái Rofenofos. Như vậy thì khi mà bà con mình kết hợp hai sản phẩm lại với nhau thì có thể là bà con mình giữ liều cái Biodiclofen, có nghĩa là chúng ta giữ liều diệt nhện MKA, rồi sau đó chúng ta cộng với nửa liều của Rofenofos để Rofen làm nhiệm vụ là lon chảy nhiều hơn, khả năng thấm sâu và khả năng xông hơi để chúng ta giải quyết thành trùng. Còn cái Biodiclofen thì nó sẽ giải quyết nhện con và nó sẽ giải quyết cái trứng. Thì lúc này sự kết hợp này thì chúng tôi cho rằng là nó sẽ hoàn thiện hơn, hiệu quả cao hơn trên một lần phun. Tuy nhiên thì điều này nó cũng sẽ tùy theo cái áp lực của lúc đó nó sẽ như thế nào. Thì bà con mình có thể liên hệ về với đội kỹ thuật, thì những anh em của Mekomagi sẽ chia sẻ kỹ hơn với cái áp lực đó thì bà con mình nên làm giải pháp như thế nào và có cần lặp lại lần thứ hai hay không. Ngoài ra thì chúng tôi sẽ còn một cái giải pháp nữa, thì bà con mình có thể kết hợp Biodiclofen với cái Emamectin. Thì đây là một cái dòng sản phẩm vua sao lông, thì chúng tôi cũng đã chia sẻ với bà con mình khá là nhiều trong những video trước. Thì có nghĩa là chúng ta sẽ có hai sự kết hợp, một là chúng ta chọn nhũ dầu và hoạt chất vị độc thấm sâu là Rofenofos, hoặc là chúng ta chọn Emamectin, đây là một cái sản phẩm tiếp xúc và phổ rộng trên rất là nhiều đối tượng dịch hại khác, kể cả trên đối tượng côn trùng khác, ví dụ như là sâu hoặc gầy ha, thì Rofenofos cũng như thế. Thì đây là hai cái sự kết hợp, tuy nhiên thì chúng tôi sẽ ưu tiên cái phương án cho bà con mình kết hợp cái Biodiclofen và Rofenofos nhiều hơn. Thì để rõ hơn thì bà con mình có thể liên hệ với đội kỹ thuật nha. Thì chúng tôi sẽ trình bày rõ hơn trong một cái dịch hại và trên một đối tượng cây trồng nhất định nào đó của bà con, và cái áp lực đó thì chúng ta nên chọn một cái liều như thế nào thì nó sẽ mang lại cái hiệu quả tốt hơn. Còn ở đây thì chúng ta đang nói chung cho những cái thông tin thì cũng sẽ không rõ vào một cái loại cây trồng nào, và cái liều lượng chính xác cho từng loại cây trồng thì chúng ta không thể trình bày ở đây được. Kính thưa quý vị, thì trước khi đi tìm hiểu về từng hoạt chất thì chúng ta sẽ nói chung cho cái nhóm DMI trước ha. Thì DMI trong đây thì nó sẽ có hơn 4 hoạt chất, nó còn khoảng 1-2 hoạt chất nữa có đăng ký ở Việt Nam quý vị. Nhưng mà những cái sản phẩm này thì chưa được phổ biến, cho nên là chúng tôi đưa vào đây thì sợ bà con sẽ không nhớ và cũng sẽ hơi khó tìm, cho nên là sẽ chỉ trình bày cho 4 hoạt chất này thôi. Thì trong 4 hoạt chất này thì sẽ có một cái cơ chế giống nhau, đó là cái sự phóng thích canxi trong hệ cơ. Có nghĩa là côn trùng sau khi bị trúng những cái thuốc của nhóm DMI này thì thông thường thì cái hệ cơ nó chỉ phóng thích một ion canxi để nó hoạt động. Tuy nhiên khi sau khi trúng thuốc thì cái sự phóng thích này nó nhiều hơn, dẫn đến là trong cái hệ cơ của nó sẽ bị thiếu canxi, cho nên là cái côn trùng nó sẽ bị suy yếu và dẫn đến tê liệt. Cuối cùng thì nó sẽ ngừng ăn và chết đi sau một cái thời gian nào đó. Thì chung cho tất cả những cái hoạt chất của nhóm DMI, hay là nói chung cho bốn hoạt chất này,
đó, thì sau khi nhiễm thuốc thì côn trùng nó sẽ lập tức ngừng gây hại và nó sẽ chết sau 2 cho đến 3 ngày. Cho nên là quý vị nếu mà phun thuốc nằm trong bốn hoạt chất này thì lưu ý là sâu sẽ không chết trong vòng 1 ngày sau khi phun nha. Và nhóm này thì có một cái đặc tính khá là quan trọng mà chúng tôi thích cập nhật, đó là cái an toàn cho thiên địch và môi trường, và cái hiệu lực kéo dài có thể từ 2 cho đến 3 tuần tùy theo điều kiện phun xịt của bà con. Thì sau đây chúng ta sẽ đi tìm hiểu từng hoạt chất nha. Kính thưa quý vị và quý bà con, thì với những cái sản phẩm và những cái hoạt chất của nhóm DMI thì tên khá dài và hơi khó đọc. Tuy nhiên nó cũng có dễ để ý là do cái tên nó dài quá nên là bà con mình để ý được ha. Thì đây là một cái hoạt chất đang phổ biến nhất ở thị trường Việt Nam và đã có mặt rất là lâu rồi. Thì chúng tôi tạm đọc như thế này nha, chắc có thể nó không đúng. Đó là Rorangchanlipro. Thì cái hoạt chất này thì có nguồn gốc từ một cái loại cây có tên là Riania speciosa ha. Thì bà con biết là nó có nguồn gốc từ một loại cây đi, có nghĩa là có nguồn gốc từ thực vật. Thì cơ chế thì chúng ta đã nói chung cho cả bốn nhóm rồi, đó là cái khả năng phóng thích canxi trong hệ cơ dẫn đến là côn trùng bị tê liệt và ngừng ăn. Và đối với cái nhóm này ha, thì chúng tôi sẽ đọc là cái CTBA theo cái khuyến cáo của nhà sản xuất, thì đọc ngắn gọn là CTBA. Thì nhóm này sẽ tác động trên trứng và ấu trùng quý vị, và chủ yếu là ở giai đoạn tuổi 1 và tuổi 2 ha. Có nghĩa là nếu như bà con mình muốn áp dụng những cái hoạt chất cho nhóm DMI này hay là cái CTBA này thì phải phun sớm từ giai đoạn trứng cho đến ấu trùng ha, thì mới mang lại cái hiệu quả cao nhất. Còn nếu bà con mình phun trễ thì chúng ta buộc phải chọn những cái gốc thuốc khác hoặc là phải có cái sự kết hợp ha. Thì tuy nhiên thì những nhóm này thì cái giá thành nó khá là đắt quý vị, cho nên là chúng ta nên chọn phun sớm ha. Thì ở đây thì họ đăng ký sâu cuốn lá, sâu đục thân, sâu tơ, bọ nhảy, dòi đục lá, sâu xanh và sâu xanh da láng. Thì đa số những cái nhóm này thì chủ yếu trên lúa và rau màu thôi. Tuy nhiên thì do nó tồn tại dạng WG và SC quý vị, cho nên là chúng ta áp dụng trên cây ăn trái mà đúng những đối tượng sâu ăn lá thì vẫn hoạt động rất là hiệu quả. Tuy nhiên thì sản phẩm nó khá là đắt ha, khá là đắt. Kính thưa quý vị, thì cái CTBA này thì như chúng ta đã trình bày chung, thì đây là một cái nhóm an toàn cho thiên địch. Nhóm này thì khá là an toàn cho thiên địch và hiệu lực kéo dài từ 2 cho đến 3 tuần. Có nghĩa là trên một cái lứa sâu hại mà nếu mà con mình quản lý sớm được trong cái giai đoạn sâu từ giai đoạn trứng cho đến tuổi 1 tuổi 2 mà chúng ta phun tác động được trong giai đoạn đó thì coi như nguyên cái lứa sâu nó được giải quyết. Thì chúng ta chỉ có cách đợi lứa sau thì mới phun thuốc được nữa thôi. Còn trên cái lứa đó thì chúng ta không cần tác động nữa. Thì đây là cái hiệu quả cho những cái dạng thuốc loại này là như thế. Và những nhóm thuốc này thì nhà sản xuất họ công bố là sẽ không bị gửi trồng sau 2 giờ phun, có nghĩa là sau khi bà con mình phun thuốc hoàn chỉnh cho cây trồng và cây hấp thu hoàn toàn trong 2 giờ và sau đó chúng ta gặp mưa lớn mưa nhỏ gì chúng ta cũng không lo gửi trồng cả. Thời gian cách ly của cái hoạt chất này thì khoảng từ 1 đến 3 ngày. Thì 1 đến 3 ngày này tùy theo đối tượng cây trồng á, có những cây trồng thì 1 ngày, có những đối tượng cây trồng thì 3 ngày. Tuy nhiên thì nếu như nó kết hợp với hoạt chất khác thì có thể là thời gian cách ly nó sẽ xa hơn nha quý vị. Ví dụ như thì cái CTBA này thì nó có kết hợp với cái Avamethin hoặc là cái Thiamethoxam á, thì nó sẽ phổ rộng hơn. Ví dụ như kết hợp với Avamethin thì nó sẽ phổ qua trên nhánh đỏ hoặc là cái nhánh dế trên lúa. Còn nếu như nó kết hợp với cái Thiamethoxam thì có thể nó phổ rộng hơn, nó đăng ký trên cái nhóm gầy hay nhóm chích hút. Thì khi đó thì cái thời gian cách ly nó sẽ khác nha quý vị, nó phụ thuộc vào những hoạt chất khác nữa. Và ở đây thì nó sẽ, nhóm này thì có tồn tại dạng G, có nghĩa là dạng hộp để gãi đó. Do nhóm này có đăng ký cái sau lục thân nha quý vị. Ở sau lục thân thì có cái dạng hộp để bà con mình gắt lên trên cái họng của cái cây bắp hay là một số loại cây trồng khác, hoặc là bà con gãi cho cái nhóm sau lục thân trên lúa. Thì kính thưa quý vị, thì nhắc lại quý vị nha, tuy nó đăng ký như thế này nhưng mà thật sự thì theo kinh nghiệm thì rất nhiều nhà vườn áp dụng phun cho cây ăn trái thì vẫn mang lại hiệu quả rất là cao. Do những nhóm này nó tồn tại dạng WG và dạng SC, thì đây là những cái dạng ít ảnh hưởng đến cái lá non của cây. Ngoài ra thì đây là những cái hoạt chất có cái hiệu lực kéo dài, cho nên là phun trên cây ăn trái, đặc biệt là cây lớn nha, thì mỗi một lần phun thì sẽ tốn rất là nhiều thời gian và công sức. Cho nên thì một số bà con thì sẽ mạnh dạn đầu tư những cái sản phẩm này, tuy nó có hơi đắt tiền một tí xíu. Tuy nhiên thì những cái dạng này nó khá là an toàn và cái hiệu lực kéo dài, cho nên là chúng ta sẽ giảm được số lần phun và chúng ta giảm được cái công lao động. Rồi thì chúng ta sẽ đi sang thêm một hoạt chất thứ hai nữa nha. Kính thưa quý vị và quý bà con, thì cái hoạt chất thứ hai đó là cái Cyanchanlipro, thì chúng tôi gọi là cái CYNT đi ha, cho nó dễ đọc, thì đọc thông tin tiếng Anh thì nó dài quá. Và bà con chỉ cần để ý những cái ký tự đầu tiên này được rồi. Thật ra thì những cái hoạt chất này trên thị trường nó chỉ có một vài sản phẩm là có thôi, đa số là của những cái tập đoàn nước ngoài là chủ yếu, cho nên là chúng ta cũng không có sợ nhầm lẫn gì đâu.
Kính thưa quý vị, thì cái CYNT này thì nó có một cái cơ chế và cái độ an toàn nó tương tự như cái nhóm mà chúng ta vừa trình bày trước đây ha, tại vì nó chung một cái ngôi nhà của DMI thì nó giống nhau thôi. Tuy nhiên thì hoạt chất này thì nó sẽ quản lý được cả chính thức. Ví dụ như hoạt chất trước thì bà con thấy là chủ yếu nó đăng ký trên nhóm sâu ăn lá và sâu đục thân. Riêng cái CYNT này thì nó đăng ký trên cả chích hút và miệng nhai. Thì hai cái chữ màu đỏ này đây là nhóm chích hút nha, cái bọ chỉ và cái bọ phân. Thì ngoài ra thì những nhóm sâu xanh hay là dồi đục lá và sâu quẻ bùa thì cũng tương tự như cái hoạt chất cùng nhóm. Và cái hiệu lực của cái hoạt chất này thì nó kéo dài khoảng từ 10 cho đến 20 ngày. Thì cũng tương tự khoảng từ hơn một tuần cho đến khoảng gần 3 tuần. Thì phổ nó thì sẽ trên cả bọ chỉ nha, sâu thì nó sẽ rộng hơn so với cái hoạt chất trước đó. Và hoạt chất này thì vẫn có tồn tại dạng WG khi nó phối hợp với một cái hoạt chất chuyên về chích hút. Ngoài ra thì cái sản phẩm chứa riêng cái CYNT này không, thì nó là dạng OD. OD là dạng nhũ dầu cái gì. Trên thị trường này nó có thể phổ biến là nó dạng EC ha, dạng EC, nhưng mà ngoài ra thì nó cũng OD cũng là một cái dạng của nhũ dầu. Và vẫn là nhóm độc số 4 ha, tương tự về cái mức độ an toàn. Cho nên là trong cái video này thì bà con có thể chọn nhận được những gốc khá là an toàn để chúng ta luân phiên với những hoạt chất trong những video trước. Kính thưa quý vị, thì một cái hoạt chất tiếp theo trong cái ngôi nhà DMI này đó chính là cái Luben DMI ha. Nó có cái tên cuối gần giống như cái tên của nhóm. Thì cái nhóm này nó có thể gọi là tạm thời chuyên tính hơn và mạnh hơn. Về cơ chế tác động và độ an toàn thuộc nhóm độc số 4 và an toàn thiên địch thì tương tự như những cái anh bạn khác trong cái ngôi nhà DMI ha. Tuy nhiên nhóm này thì nhà sản xuất công bố như thế này, đó là cái khả năng hấp thu nhanh, hiệu quả diệt sâu nhanh và mạnh, hạn chế rửa trôi, thì cái đặc tính này chung rồi. Tuy nhiên ở đây nè, diệt sâu ở mọi lứa tuổi nha. Có nghĩa là hai cái hoạt chất trước đó thì chủ yếu tập trung cho giai đoạn trứng cho đến sâu non tuổi 1 tuổi 2 mà con phải quản lý sớm. Còn với cái Luben DMI vẫn có cơ chế tương tự nhưng nó sẽ hoạt động được trên những lứa sâu sau nữa. Có nghĩa là bà con phun đúng ngay sau tuổi 1, tuổi 2 vẫn hoạt động tốt, nhưng mà sau tuổi 3, tuổi 4, tuổi 5 thì vẫn có thể nó hoạt động được. Thì đó là cái cơ sở về mặt lý thuyết. Tuy nhiên thì chúng ta phun càng sớm thì cái hiệu quả quản lý cho cái cây trồng mình càng cao ha. Cho nên thì nhóm này thì nó sẽ chuyên tính, thì chủ yếu là trên cái sản phẩm nó chỉ đăng ký cái sâu tơ bắp cải và cái sâu cuốn lá là chủ yếu quý vị. Cho nên là bà con sẽ sử dụng những cái sản phẩm này để phun chuyên cho những cái con sâu thôi ha. Còn như những nhóm gầy hay là những nhóm nhện thì chúng ta buộc phải kết hợp với những hoạt chất khác, hoặc là chúng ta thay đổi hoạt chất để cái mức độ phổ rộng nó lớn hơn. Thì bà con lưu ý ha, Luben DMI vẫn thuộc nhóm DMI, vẫn có cơ chế tác động tương tự, và nhóm này thì tác động trên mọi lứa sâu và nó sẽ mạnh hơn. Tuy nhiên thì chỉ trên chủ yếu là nhóm sâu thôi. Rồi, một hoạt chất cuối cùng mới luôn nha quý vị. Kính thưa quý vị và quý bà con, thì với cái Tê Trang Lipro thì đây là một cái hoạt chất khá là mới và được tung ở thị trường Việt Nam chính thức công bố và ra mắt vào quý 1 của năm 2021. Thì nhóm này thì đã xuất hiện sau cái dịch sâu keo mùa thu quý vị, cho nên là trên cái sản phẩm này thì có đăng ký cái sâu keo mùa thu trên keo bắp nha quý vị. Cho nên là nếu mà sản phẩm nào mà có đăng ký sâu keo mùa thu thì tạm thời theo lý thuyết chúng ta cho gọi là khá mạnh á, khá mạnh ha. Rồi, thì do nó vẫn thuộc nhóm DMI cho nên là cơ chế và độ an toàn thì tương tự. Tuy nhiên thì riêng cái nhóm này thì đang là nhóm độc số 3, có nghĩa là tất cả những hoạt chất trước là độc 4 thì riêng cái hoạt chất này là độc số 3. Và nó chỉ tồn tại có một sản phẩm duy nhất ở thị trường Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại, và ở dạng SC nha, cho nên là cũng khá là mát, quý vị cũng khá an toàn ha. Thì trên tài liệu thì nhà sản xuất công bố như thế này, thì sau khi trúng thuốc, có nghĩa là trúng cái Tê Trang Lipro này, thì sâu sẽ lập tức ngừng ăn và bất động. Sau 1 đến 2 giờ phun thì sâu sẽ teo 50%. Có nghĩa là khi mà sâu nó bị căng bóng như thế này ha, bình thường thì sau khi nó trúng thuốc khoảng 1-2 giờ thì chúng ta sẽ thấy nó bị nhăn, nó bị teo lại. Thì đó là cái cơ chế của cái hoạt chất nó tác động. Và sâu lúc này vẫn còn ngọ ngoẹ được nha, tuy nhiên nó sẽ chết sau từ 2 cho đến 3 ngày. Và hiệu lực cũng tương tự như tất cả những cái hoạt chất trong nhóm, thì nó sẽ kéo dài khoảng từ 2 cho đến 3 tuần. Nhóm này thì nhà sản xuất công bố là đây là một cái sản phẩm lưu dẫn và nổ hấp khá là mạnh, thấm sâu và chuyển vị từ mặt bên trên lá xuống mặt dưới lá. Chính vì vậy thì nó đăng ký chủ yếu là cho những cái nhóm sâu, thì trong đó thì mạnh nhất và khó quản lý nhất mà chúng ta nghe rất là nhiều trong thời gian năm 2020 cho đến năm 2021, đó là cái dịch sâu keo mùa thu, chủ yếu là trên cái cây bắp ha. Thì đây là một cái sản phẩm để bà con mình cũng lưu ý nha, do thứ nhất là nó mới, cái thứ hai là về lý thuyết chúng ta thấy nó mạnh thì bà con cũng có thể thử. Tuy nhiên thì vẫn lưu ý với bà con nha, do nó vẫn thuộc nhóm DMI cho nên là
về những cái loại thuốc sâu ở Việt Nam á, thì nhóm DMI là thuộc top về những cái sản phẩm giá trị rất là cao, giá thành rất là cao. Thì cái Tê Trang Lip Roll này đây là một cái sản phẩm mới và chúng tôi cho rằng thì giá thành có thể đang gọi là top đỉnh đó, đỉnh nhất các quý vị. Tuy nhiên thì nếu như mà tùy theo điều kiện dịch hại thì bà con cũng có thể thử, do nhóm này thì nó cũng khá là an toàn và có cái hiệu lực kéo dài và quản lý được rất là nhiều loại sâu, thì chúng ta cũng nên thử để mà hiểu hơn về cái hoạt chất, và ở một lúc nào đó, thời điểm nào đó thì chúng ta sẽ biết cách sử dụng và bảo vệ an toàn hơn cho cái cây trồng của chúng ta. Kính thưa quý vị, thì thật ra thì cái Binotoram này thì nó là một cái dạng thuốc trừ sâu sinh học và có nguồn gốc thiên nhiên. Tuy nhiên thì do nó cũng có một cái hiệu lực kéo dài và nó cũng quản lý được trên cái nhóm chích thuốc và miệng nhai và thuộc nhóm độc số 4. Cho nên là chúng tôi cũng đưa vào trong cùng video với cái nhóm DMI thôi, chứ nó không phải là nhóm DMI nha. Thì trên cái sản phẩm của cái hoạt chất này thì nó cũng chỉ có một sản phẩm của một tập đoàn của Mỹ và một sản phẩm của một công ty Việt Nam, nó chỉ có hai sản phẩm thôi. Thì với sản phẩm này bà con hoàn toàn có thể liên phiên với nhóm DMI được do cơ chế tác động khác. Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu về cái Phenotogram này nha. Thì đây là một cái hoạt chất mà nhà sản xuất công bố, đó là một cái chiết xuất độc đáo từ thiên nhiên thông qua quá trình lên men, thì cái này là liên quan tới vi khuẩn hay nấm gì đó, và bán tổng hợp rất là hiện đại. Và tác động thì là tiếp xúc vị độc thấm sâu nhanh vào trong bỉa bì và có hiệu lực kéo dài, vậy là nó cũng có một cái hiệu lực kéo dài tương tự như cái nhóm DMI. Về cơ chế tác động thì cái Phenotogram nó tác động lên tế bào thần kinh tại hai vị trí khác nhau, gây sâu sẽ bị ngừng ăn và tê liệt và chết. Thì nó có một cái tác động tương tự giống như cái nhóm DMI nhưng mà cơ chế hoàn toàn khác. Chính vì vậy thì cái Phenotogram thì bà con hoàn toàn có thể liên phiên với DMI cũng như là những cái nhóm thuốc sâu sinh học khác thì chúng ta vẫn liên phiên được, do cái Phenotogram vẫn là dạng thuốc sâu sinh học ha. Rồi đối tượng mà cái Phenotogram nó quản lý đó là cái bọ chỉ, sâu xanh, sâu tơ, dòi đục lá, sâu giả bùa, sâu cuốn lá và dẫn phun sớm ở dạng tuổi 1 và tuổi 2. Đó thì cái khuyến cáo này nó sẽ tương tự như hai cái hoạt chất đầu tiên của nhóm DMI. Chính vì vậy thì chúng ta đưa cùng vào đây luôn thì cái thông tin chúng ta liên kết nó sẽ dễ. Và an toàn thân thiện môi trường nhóm độc số 4 ha. Thì đây là dạng thuốc trừ sâu sinh học. Rồi thì đối với cái Phenotogram thì bà con nhớ là nó không thuộc về DMI nhưng nó có thể liên phiên với DMI. Và cơ chế tác động hoàn toàn khác, nhưng mà về cái hiệu lực quản lý cũng như là những cái đối tượng đăng ký và cái nhóm độc thì hầu như thì nó tương tự như DMI ha. Và cái hoạt chất này cũng xuất phát từ một cái tập đoàn nước ngoài và sản phẩm được sử dụng rất là nhiều quốc gia trên thế giới. Đó thì gần đây thì cũng có một công ty Việt Nam có đăng ký cái hoạt chất này, nhưng mà không biết là cái sản phẩm mà con có dễ tìm hay không. Còn riêng cái sản phẩm của tập đoàn nước ngoài thì tương đối dễ tìm ha, thì bà con sử dụng cũng khá là lâu năm rồi. Rồi vậy thì chúng ta sẽ tổng kết video này, những cái hoạt chất gọi là tầm giá hàng đầu Việt Nam ở thời điểm hiện tại ha. Kính thưa quý vị, thì với nhóm DMI thì chúng ta có 4 hoạt chất, thì trong đó có 2 hoạt chất đã xuất hiện khá lâu trên thị trường ha. Còn 2 hoạt chất thì xuất hiện một vài sản phẩm, thì chủ yếu là đăng ký trên bộ chỉ là nhiều ha. Hoạt chất thứ tư đó là cái Tê Trang Lip Roll, thì đây là một cái sản phẩm mới xuất hiện ở Việt Nam vào năm 2021, thì bà con có thể lưu ý. Phenotogram thì đây là một cái thuốc trừ sâu sinh học, thì nhóm này hoàn toàn có thể liên phiên được với DMI. Thì chung cho tất cả những nhóm này thì nó sẽ có những cái ưu điểm mà chúng tôi lưu ý cho bà con chúng ta như sau. Thứ nhất là an toàn với thiên địch và môi trường, đây rất là phù hợp cho cái điều kiện sản xuất ở thời điểm hiện tại. Có hiệu lực kéo dài, để bà con mình quản lý một lứa sâu một lần thôi thì cái hiệu quả quản lý nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà chúng ta nhớ những nhóm này yêu cầu chúng ta phun sớm ở lứa tuổi 1 và tuổi 2. Tuy nhiên ở những cái tuổi lớn hơn thì chúng ta có thể chọn Luben DMI. Tuy nhiên thì để ít ảnh hưởng nhất đến cây trồng thì chúng ta cứ phun ở thời điểm từ trứng đến sau tuổi 1, tuổi 2 là tốt nhất. Thì như chúng tôi đã nói thì đây là đa số là những cái công trình nghiên cứu và những cái sản phẩm độc quyền của những tập đoàn đa quốc gia. Và sau này thì có xuất hiện thêm một vài công ty nữa có đăng ký. Tuy nhiên thì nhóm này ở Việt Nam thì đang là nhóm thuộc top về giá thành khá là cao. Cho nên là bà con phun phải hiểu rõ về sản phẩm, đúng đối tượng quản lý và chúng ta phun sớm ngay tuổi 1, tuổi 2. Thì ngoài cái tính an toàn thì cái hiệu lực kéo dài đó thì mong là chúng ta sẽ giảm được số lần phun thì cái chi phí nó mới hợp lý. Còn nếu như bà con mình tác động chậm hoặc là chúng ta sử dụng những cái hoạt chất trước ở trên đúng cái lứa sâu đó mà đã hiệu quả không cao rồi thì sâu gầy hoặc nhỏ nó lớn hoặc nó kháng thuốc mà chúng ta đưa lại cái DMI thì lúc đó cái chi phí nó sẽ không còn hợp lý nữa. Và nếu bà con chọn thì nên đưa cái DMI sớm hơn thì nó sẽ mang lại cái hiệu quả tốt hơn. Và một cái lưu ý cuối cùng rất là quan trọng nữa mà chúng tôi muốn bà con mình buộc phải nhớ, đó
đó là bốn cái hoạt chất của nhóm BMI, thì bà con không được sử dụng quá 2 lần trên một vụ. Có nghĩa là đối với cây lúa và cây bắp hoặc rau màu thì trên một vụ gieo trồng cho đến thu hoạch thì bà con chỉ sử dụng nhóm DMI tối đa là 2 lần thôi. Đó, còn nếu mà với cây ăn trái thì trong một quá trình phát triển của một cái đợt trái đó thì bà con có thể tối đa sử dụng khoảng 2 lần. Nghĩa là sao? Trong DMI chúng ta sẽ có 4 hoạt chất, thì có thể là bà con sử dụng một hoạt chất phun 2 lần, hoặc là bà con chọn 2 trong 4 hoạt chất này để phun 2 lần trên một cái vụ đó, thì bà con muốn chọn như thế nào cũng được. Là do những cái sản phẩm này thì tương đối dễ mua. Thì đó là cái cách mà chúng ta hiểu là không sử dụng DMI quá 2 lần trên một vụ là như vậy nha. Còn cái sản phẩm thì nó khá đa dạng, thì tùy theo bà con chúng ta lựa chọn và quản lý. Và một cái ưu điểm cuối cùng mà chúng tôi muốn nhắc lại với quý vị, DMI sản phẩm giá thành rất là cao, an toàn, hiệu lực kéo dài, nên bà con phải phun đúng đối tượng và chúng ta phun ngay thời điểm quản lý khi côn trùng ở tuổi 1, tuổi 2 thì chúng ta sẽ quản lý hiệu quả hơn.